Ok, xin chào các bạn. Cũng đã lâu mình không có làm video vlog về vấn đề là những cái dụng cụ kỹ thuật để mà sửa chữa xe máy. Thì hôm nay tiếp tục mình làm cái vấn đề về cờ lê siết lực nha các bạn. Thì cũng có nhiều bạn thắc mắc hỏi rằng là bây giờ nên sắm một cái cây cần siết lực nào để cho nó tiết kiệm tiền và nó đa năng, nó sử dụng được nhiều loại ốc ít khác nhau. Đây mình nhắc lại để cho những bạn nào mới mà chưa có biết á, đây là cái cần siết lực đầu 1/2 nè các bạn. Này cần thường thôi, nó không có chỉnh lực gì hết ha. Đó rồi, còn đây là cái cây cờ lê, cây cần chỉnh lực, cần siết lực của mình. Cây này là cây của Nhật nha các bạn, đầu này đầu 3/8 các bạn ha. Rồi còn hai cái cây này là hai cây King Tony nè các bạn, hai cây King Tony. Thì cái này là đầu nhỏ 1/4 với lại đầu 3/8 các bạn. Thì mình có một cái sở thích, cái đam mê là mình nắm những cái cây cờ lê siết lực này để mình sử dụng các bạn. Còn đây là một cái cây mới nữa nè, mình cũng chưa có giới thiệu các bạn nhiều. Thì cây này dãy lực nó nhỏ lắm, nó chỉ từ là bao nhiêu mình quên rồi, nó khoảng tầm là từ 0 tới 5 Newton mét các bạn. Cây này để mình siết một số cái bộ phận mà nó nhỏ đó, chẳng hạn như con cảm biến này nọ, cái hộp này các bạn. Đó, các bạn thấy cái hộp này nó hoành tráng không? À, giống như hộp đen ha. Đây là một cái dụng cụ để siết lực các bạn. Bây giờ để mình mở ra cho các bạn cùng coi nha. Cái hộp này là bằng nhựa nè, rất là chắc chắn. Rồi, cái này mình mua trên mạng nha các bạn, mua bên Trung Quốc tàu cửa về. Đây, ta-da. Đây nó gọi là một cái adapter siết lực các bạn. Adapter là cái đầu chuyển các bạn ha. Các bạn nhìn sơ qua cái cấu tạo của nó đây ha. Đây là cái mặt trước, nó sẽ có cái mặt đồng hồ và nó có 5 nút các bạn. Nút nguồn nằm giữa và nút cộng trừ và nút chỉnh hai cái chế độ đây. Đầu dưới là cái đầu 1/2. Đầu trên cũng là đầu lỗ 1/2 các bạn. Mặt sau thì có chỗ để gắn pin. Pin 3 hai cục. Đây là cái thông số của nó các bạn. Digital Torque Adapter. Mod này nó giải lực từ 2 đến 200 Nm, quá là khủng luôn. Hiệu là MCTA. Hand use only. Ok. Trong hộp này nó sẽ tặng kèm hai cái cục chuyển nha các bạn. Từ 1/2 ra 3/8 nè. Rồi từ 1/2 ra 1/4. Ngoài ra là sẽ có hai cái miếng tủ âm chân kinh nữa. Điều mình thích cái này là cái thông số nó cũng khá là rõ ràng các bạn. Đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng, mặc dù là đồ của tàu khựa nhưng mà nó có hướng dẫn bằng tiếng Anh các kiểu các bạn nha. Nội dung cũng rất là đầy đủ nè. Nó có nhiều loại các bạn ha. Có loại thì giải lực từ 2 tới 200 Nm, loại thì từ 3 đến 30 Nm và có loại từ 17 đến 340 Nm, rất là nhiều. Còn đây là cái cách sử dụng các bạn nha. Rồi khi mua các bạn nên đọc kỹ những cái này để mình biết cách sử dụng. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái con này có gì hay, ưu nhược điểm nó là cái gì. Cái này là cái thông tin chứng thực về cái cây cờ lê này nè các bạn. Giải lực từ 2 đến 200 Nm ha. Độ sai số là cộng trừ 2%, chuẩn ISO ZIN ISO 6789. Nhiệt độ nó hiệu chỉnh lúc đó là 23 độ C. Còn cái đây là cái khoảng sai số nè các bạn. Cái đồ mà nó có hiệu chỉnh, nó có những cái thông tin sai số hay thì tương đối là tin tưởng để sử dụng các bạn nha. Các bạn nào cần thì để lại comment và mình sẽ gửi link cho các bạn tham khảo. Tại vì nó cũng có rất là nhiều loại, thượng vàng hạ cám. Thì cái này mình mua về để mình thử và mình chia sẻ với các bạn. Giá của mình mua trên mạng là đâu 900 mấy ship về tận nhà các bạn nha. Cái sử dụng á thì các bạn cần phải có thêm một cái đầu 1/2 như thế này để các bạn gắn cái đầu trên. Đó. Các bạn thấy gắn đầu trên như thế này ha. Đầu dưới thì các bạn có thể là dùng một cái adapter các bạn chuyển nếu như mà các bạn có những cái đầu khẩu khác nhau. Đây, chẳng hạn như đây là một cái đầu khẩu 1/2 thì mình có thể là gắn trực tiếp luôn cũng được. Đó, gắn vào và để sử dụng thôi. Cách sử dụng cũng khá là đơn giản. Các bạn sẽ bấm nút nguồn đây nè để cho nó lên. Ở đây mình có thể chỉnh hai chế độ báo các bạn. Chế độ ACE á, là cái
À, nó giống như là nó dò một cái giải lực, nó sẽ tịnh tiến tới tới hoài các bạn ha, nó không có đứng dừng. Còn một cái chế độ và POTOB, tức là pit stop hay gì đó, thì cái chế độ này chẳng hạn như là khi các bạn mà đã siết đến cái đỉnh lực cao nhất thì nó sẽ dừng tại đó chứ nó không có nhảy, nó không có tuột nữa. Và nó có một cái cũng khá là hay, đó là cái chế độ ghi nhớ cái lực siết. Thì với cái chế độ ghi nhớ lực siết để các bạn là nhiều khi các bạn lại cần để tính toán á, thì khi mà đến cái lực lực đỉnh á, lực cao nhất thì nó sẽ ghi nhớ lại đây, và bộ nhớ của nó sẽ ghi được 50 lần. Và để thực hiện được cái chức năng nhớ đó thì các bạn cần phải là chỉnh qua cái chế độ P top nè. Đó, cân lực như thế nào, cân cân lực để mà nó báo hiệu cho mình biết á, thì ở đây các bạn sẽ thấy là hai dấu cộng trừ nè các bạn, đây là dấu trừ nè, đó hạ xuống ha, dấu cộng là tăng lên. Bây giờ chẳng hạn như mình set là 9 Nm đi các bạn nha, hay 10 luôn đi ha, 10 luôn, để lát nữa mình siết cho các bạn coi. Đó, giải lực của nó là từ 2 cho tới 200 các bạn nha, 10 Nm nè. Bây giờ để mình thử cho các bạn luôn là cái giải lực tối thiểu và giải lực tối đa của nó luôn nè, 195, 96, 97, sắp đến rồi đó. Đó, 19. Hai trăm các bạn ha, 200 Newton mét đấy, và tối thiểu là 2 Newton mét. Cách chuyển đơn vị đo lường ở đây thì mình xài là Newton mét các bạn. Các bạn sẽ bấm hai nút nè, nút PT và nút M bấm cùng lúc đấy, các bạn thấy ha, nó đã chuyển qua foot pound nè, đây kg lực nè. Mình á thì hay là sử dụng Newton mét. Để bây giờ mình biểu diễn cho các bạn coi là cái cách nó hoạt động như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ siết với lại cái cục adapter siết lực này với cái giải lực là khoảng tầm 10 Nm. Khi được đến cái khoảng đó nó sẽ báo hiệu bằng cái đèn và tiếng kêu. Và khi đã siết đủ 10 Nm rồi, mình sẽ đánh dấu lại và mình xả ra và mình siết với lại những cái cây cờ lê khác để mình đánh giá cái sự sai số nó như thế nào các bạn nha. Mình dùng cái đầu ground foot nè, foot ground, ground foot gì đó mình bỏ vô đây và mình xí các bạn nha. Chết cha, cái góc camera này nó không thấy nổi, để mình chỉnh lại góc camera các bạn. Hình như có cái gì đó nó chưa đúng lắm, để mình set lại coi. À quên, mình chưa set set lại lực là 10 Nm các bạn. Nãy mình để có 2 à, bây giờ mình set lại 10 nha, đây lố 15 này, 99 rồi, 10 Nm các bạn nha. Ok, chờ nó hết chớp chớp cái mình bỏ vô mình siết. Các bạn thấy màu xanh là khi mà gần đến giá trị lực mà còn khoảng 20% á, đến cái đỉnh điểm á, thì nó sẽ báo như thế này các bạn, nó tiếp tiếp đây, 10 10.9. Rồi, để mình siết lại thử cái nữa nè. Đây. Ok. Lúc này mình đã ráng gậy lên là 11 luôn các bạn nha. Đó. Thì bây giờ để mình đánh dấu lại cái vị trí này và mình xả ra. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xả ra các bạn nha. Đó các bạn thấy ha, siết xả thì mình đều làm hết luôn. Không phải là hư, không phải là xả thì nó sẽ gây hư cái cục này đó các bạn. Mà cái giá trị lúc mà xả nó sẽ bị sai số, bởi vì là nhiều trường hợp á là cái con đai ốc đó là đai ốc khóa, nó có những keo khóa ren, thì cái lực nó sẽ lớn hơn so với lực siết các bạn nha. Không phải là dùng cái này mà mở mà hư đâu. Đó, thì các bạn nào nói hư thì các bạn sợ thì các bạn đừng có xả. Mình á thì trong một số trường hợp thì mình vẫn dùng mình xả bình thường để làm cái công tác nghiên cứu thôi. Rồi bây giờ mình xả các bạn ha. Đây là cây cờ lê cơ nè các bạn. Đây. 10 Nm nha. Thấy rõ không? Ok.
Đấy, các bạn thấy nó nhảy tực tực rồi nè. Rồi, chúng ta cùng đối chiếu lại. Đây, các bạn đừng nhìn cái lông đệt nha, các bạn nhìn trên thôi. Vị trí này nè, để mình zoom lại nha. Các bạn thấy ha, cái con lông đền này nó sẽ dịch chuyển, thì tại vì nó rơ tự do mà, chỉ có cái này nè, với cái này thì nó sẽ cố định và nó sẽ trùng lực với nhau. Đó, như vậy thì kết luận là hai cái loại này nó sẽ có một cái sự là xem với nhau, không có bị sai lệch gì nhiều. Đây, rồi kết thúc cái bài test này các bạn. Những cái ưu nhược điểm của cái loại điện tử này nha các bạn. Giá này nó xem với lại cây của Nhật các bạn. Cái ưu điểm của nó là cái giải lực của nó rất là linh động, từ 2 đến 200 Nm. Như vậy là các bạn dùng để siết xe là cực kỳ vô tư, cực kỳ thoải mái luôn. Đó, và cái giá của nó thì nó cũng tương đối là không có quá mắc. Các bạn cũng biết những cái đồ xịn sò như Top Tool, những cái loại thương hiệu lớn khác nữa đó, một cái cây cờ lê lực này đồ xịn là nó tới gần 6-7 triệu các bạn nha. Mà cái giải lực nó cũng không có linh động được như vậy đâu. À, ưu điểm nữa là nó cho các bạn những cái adapter này luôn, các bạn khỏi phải mua nữa. Đó, các bạn có thể là ứng dụng dùng được tất cả những cái loại đầu, những cái loại socket khác nhau. Đó, những cái loại đầu khác nhau. Các bạn chỉ cần có cái cần nó dài là gắn vô tư. Ưu điểm nữa là nó sẽ ghi nhớ cái lực tối đa. Đó, cái lực tối đa nó ghi nhớ trong bộ nhớ này, khi nào mà các bạn quên hay gì đó các bạn có thể là mở ra để các bạn xem chiếu. Nói về nhược điểm thì các bạn cũng biết đây là đồ Trung Quốc. Đồ Trung Quốc thì cái chất lượng của nó mình nghĩ nó sẽ không có bền đâu, xài được một thời gian ngắn thôi. Và các bạn cần phải là nói chung là bảo quản thật là tốt, tại vì đồ của nó làm á, nó bắt mắt lắm, nhưng mà những cái linh kiện điện tử bên trong á, nó cực kỳ mau xuống. Nhất là đối với cái nhiệt độ, độ ẩm môi trường này á, thì có khả năng là nó sẽ bị gây oxy hóa, bị đóng tan này nọ. Do đó mình nghĩ là nếu bảo quản thì tốt nhất là nên bỏ vô một cái hộp hút ẩm này nọ, thì tránh là bị reset hay bị hư gì đó. Các bạn mà siết ở những vị trí mà nó rộng rãi, thoải mái á, thì các bạn siết vô tư. Riêng đối với những cái ngóc ngách hẹp hay gì đó thì cái cục này nó lại là một cái bất lợi, các bạn không thể nào mà thò vô thọt sâu được nha. Chia sẻ của mình về những cái loại này, các bạn cảm nhận như thế nào, nên sắm loại nào? Các bạn thấy hay thì đừng quên là nhấn like, share, chia sẻ kênh nha. Rồi, xin chào, chúc các bạn một ngày thật là vui.